Rồi, chào bác nha. Hôm nay sáng đẹp trời có chốt một cái đơn hàng online luôn nhớ bác. Còn cô Bà Tàng là năm 2018 luôn nha. Máy về Hải Dương. Hải Dương nha bác. Về Hải Dương trăm ngày luôn. Ông bác không cần vô xe máy luôn nha. Mua online luôn nhớ bác. Này, con máy rất là đẹp luôn. Này. Này máy gì còn rất là đẹp luôn nha các bác. Năm 2018 máy đời 2020. Này, rất là nét luôn. Vỏ ổng này. Bác chủ mua online nha các bác. Chốt online luôn. Vỏ nè. Vỏ của em nó là 8/18 nha bác. Vỏ sau 12.6/26, vỏ gai còn rất là cao luôn nha. Này, bác chủ chốt online luôn nha. Máy về Hải Dương nha bác. Về Hải Dương trong ngày, đẹp trời cho em nói về Hải Dương nha. Rồi các bác nào có cần về máy ấy, Cubatan L 2018 nào thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Cửa hàng còn rất là nhiều Cubatan L 2018 nha bác. Và các dòng máy hát nha, từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha. Vì địa chỉ cửa hàng ấp Long Bình An, xã Hậu, Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bác. Hotline là 0338955972 nha. Cửa hàng 50 cơ Hưng Phát nha. Sáng đẹp trời cho em nói về Hải Dương nha. Chốt online luôn nha các bác. Rồi lên xe nha các bác ơi. Năm 2018 máy về Hải Dương. Sáng đẹp trời cho em nói về Hải Dương nha. Đây. Các bác nào có cần dòng Cubatan là 2018 này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Ông bác này chốt online luôn nha bác, không cần vô xe máy luôn. Xe rất là nét luôn nha. Này gắn cho ông bác ba cục ta đầu đi nha bác. Máy về Hải Dương trong ngày nha. Ông bác không cần vô xe máy nha bác, chốt online luôn. Rồi, lên xe chú chủ về làm phát tài nha. Máy cài công tan là 2018 với bác. Máy về Hải Dương trong ngày luôn nha. Đẹp trời chốt online luôn nha. Ông bác không cần vô xe máy luôn, chốt online luôn. Con máy này đời 2020 với bác. Máy về Hải Dương trong ngày luôn.